Rồi nha ơi, tới đây phát hiện thi mẫu nữa nha. Hôm nay cắt dao hai rồi, cây mũ huyền thoại nha ơi. Ông anh em nè, giờ không dám thở đường đầu luôn nghe nha. Chào cả nhà nha, quá trời mùi cả nhà ơi, Sổ khổ mình luôn. này. Ô, hello. Khỏe không? Bắt sát nhà nên Khỏe không? Ồ, mới hỏi thăm chứ khỏe mà chạy chạy. Lên nha. Ôi, mặt phì lắm anh ơi. Lên đi. Xuống rồi kìa. Vô nhà cái xuống ơi, quá trời xuống rồi. Chết kìa. Không có gì kìa. Không có dầu giữa khói. Không được hôm nay bể à. Bể mày là. Lẹ em anh ơi. Thấy chưa? Tập lắm. Lên quay cái nhà lấy cái clip này. Khói sắp tắt luôn nè, từ đâu từ. Úi giờ nóng. Quay đây. Này cắt là dao hai cái nha. Quá trời bự rồi. Trời trời ơi, cái mền ông nội ơi. Nhà giờ là không dám lại gần. Không dám lại gần của ông nghe nha. Cao mùi dữ lắm rồi. Tôi hỏi luôn nha. Gà nè. Ôi trời, bữa nay nó bự dữ vậy ông nội. Tôi chưa lên vậy trời, ông anh thấy nữa rồi. Trời ơi, chém voi. Trời ơi, chém voi có cùng chân gió à. Ừ. Ở đẻ đẻ con không à. Nó làm biến rồi. Đủ à. Chuẩn lưỡi à? Chuẩn lưỡi anh cục chứ. Con này bự hết biết rồi. Cả nhà ơi. Ơi, con đẻ. Chào cả nhà nha. Nay có ông đĩa ngồi coi nha, đây mặt này nha, hết biết ngon. Ô, ông bự nè cả nhà ơi. Dạ, dạ. Chợ ông bự một cái luôn. Có bự mà còn mặt nó hơi dở. Cái này nửa lít thì phải gu. Ê, không có cái bọc. Trời ơi. Trời ơi. Ui da, quýnh ông anh ơi. Sao chập đâu kinh nghiệm gì vậy, đúng là sư phụ mà. Nãy kia phụ đưa gọi á, trời giao mới xài 3 năm mà lục dữ trời. Giao bán giao bảo hành tới 5 năm luôn mà ta. Không giao, không có giao bảo hành em tới 5 năm luôn nghe nha. Để chữa tàn không tới không anh ơi. Chữa tàn không tới. Quýnh hoài vậy không anh? Ông anh bữa nay ngày gì vậy? Đồng nghiệp có coi đồng nghiệp buồn đó không anh ơi? Chưa chưa. Nếu mãi chưa ấy chứ mắm. Ừ. Trời ơi cái khủng bố thiệt hơn nữa đó ông anh ơi. Trời ơi nặng. Bẻ cái bảng nó nè đó. Giờ chép bị bán ra. Gì rồi? Ơi ơi. Nặng ông anh ơi. Quăng. Quăng cả
Vì sao tôi đứng lên trời? Trời trời trời, tôi đè chết biết nhiêu ông mà trời. Ông này nó hiền đó, ông này mà nó chịu quýnh một cái ha. Bà đội đỡ. Quýnh không anh ơi? Chịu quýnh này. Không không, đâu bị kèo mu gì đâu, hết thế. Đục khối. Trời trời, cục vặt cái bài bản nè. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Đây nha. Trời ơi, cục vặt. Đừng nhìn kèo mà nhìn cái bài bản nha. Rồi nha, nào đi có tiếp quay nhà xem nha. Rồi chào cả nhà nha. Này sang ông tiếp nghe nha. Tới đây bắt lại ngổ nghe nha. Mấy đợt trước bắt 2 lít không. Ô này mới về nghe nha. Về cũng vừa bắt rồi. Dao này dao đầu tiên nha. Dậm lên bắt nghe nha. Thử cái mặt mài à. Mặt mài của nó dữ không cả nhà. Kéo áo xuống chiến. Này lâu lâu mới đi lại với sư phụ nè. Ô này chắc phải đốt dưới gốc rồi. Khá, cũng ổ này cũng thấy nó cũng phì phì nha. Theo em đoán thì chắc khoảng lít đó nha nhà. Mà không biết anh tránh nó có ra được lít nào nữa không. Chưa biết nha. Ây da. Trời ông bận cái gì ông ngồi. Quên coi cái này có quặng không đó không anh. Này kiếm lít được cái nha. Dài. Thấy bên đây nó phì quá nè. Ra cái này. Ủa lên đây thấy phì lắm anh ơi. Phì. Cho nhà xe của ông này cái nè. Ông này lớn nha. Nhà thấy không? Lớn luôn á. Bắt cái này gió rồi. Yếu mặt không anh ơi? Ừ. Lấy xuống sữa lấy miếng này luôn ha.
mặt cũng ít quá nha, không review với nhà xem á, cao quá cái mặt nhiều. Ổ lớn mà cái nguồn mặt nó hơi dở nha cả nhà. Thì cái khu này hiện tại là lúa người ta mới xả lại. Xả lại thôi cả nhà ơi. Lúa mới xả lại nên là chưa có cái nguồn mặt. Ổ này cũng đẹp đấy. Quấn đuốc bắt nó mới ngon nha nha. Tại nó cung giấc này cũng chiều à. Bắt gấp. Còn đi bắt mấy ổ đi nha. Con này bắt đuốc rồi á, thì mình review cho cả nhà xem kỹ được. Bắt xe dừa này. Cặp cái tay xuống mỗi tay luôn. Mặt cái nha. Nửa lít mặt. Thôi nha. Rồi, nào đi có tiếp quay nữa cả nhà xem nha.